Thưa quý vị, tạm quên những bộn bề của cuộc sống, cảnh thanh bình của vùng quê Đồng Tháp 10, Long An chào đón du khách gần xa với các hoạt động chèo xuồng, dỡ lợp, hái trái cà na, giúp cho du khách như là trở về với tuổi thơ của mình. Đến với Long An mùa này, mùa nước nổi, du khách không thể bỏ qua loại trái gắn liền với tuổi thơ vùng sông nước, trái cà na. Loại trái hoang dã và gần gũi này luôn để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều người. Mỗi khi con nước về, đầy ắp những cánh đồng. Nó gợi cho em nhớ về cái tuổi thơ mà không những là về tuổi thơ của em mà còn là tuổi thơ của những người con miền Tây. Thật sự đây là một cái món ăn mà khi nhắc về thì ai cũng sẽ rất là nhớ. Và đặc biệt hơn hết đây chính là một trong những cái món đặc sản, là cái nơi mà có những cái trái cà na là xuất phát từ cái khu vực Long An của mình, thì em cảm thấy rất là nhớ, ấn tượng và thật sự là thú vị khi mà được trải nghiệm này. Dạ, và đây là cái trái cà na còn trên cây em vừa hái, và thật sự chấm với là một cái chén muối ớt mà ớt của người dân trồng ở đây nữa, thì thật sự là nó rất là tuyệt vời. Trái cà na gắn liền với người dân vùng sông nước miền Tây, nhất là trẻ con bao thế hệ. Long An cũng là nơi hội tụ loại cây trái hoang dã này, nhất là những vùng ven kênh rạch. Nó chung chị đi vào ca dao miền quê, có gì bạn mang đậm dấu ấn Long An. Ở quê thì có hai câu thơ là một quá là xứ quê mùa, bà thăm cháu nội cho vùa cà na. Thì đâu đó thì dân giả, dân quê, dân một quá ngày xưa đến bây giờ không có cây trái gì là phong phú, thì chỉ cái đặc sản là cà na. Nên mỗi khi bà mà sang thăm cháu chỉ là lấy cái miệng vùa đựng vùa cà na cho cháu thôi. Thì bà còn khách du lịch khi về đây thì khách trải nghiệm các hoạt động ở đây xong, khi trực tiếp mình hái được trái cà na và mùa cà na, hái cà na, thì khách cảm nhận được các dân quê là sử dụng cái trái quê như thế nào, và là cái vị chua cà na, vị chát cà na ra sao, và mấy anh chị cũng rất thích ạ. Cà na, một thứ quà bình dị mà thiên nhiên ban tặng, mang hương vị rất mộc mạc, đậm đà như chính tính cách và con người miền Tây. Nhiều món ăn chế biến từ trái cà na không cầu kỳ nhưng đã trở thành hương vị quê nhà, gợi nhớ trong lòng những người con xa quê mỗi khi mùa nước nổi về. Cà na chân chất mộc mạc như người dân miền Tây, nên chế biến thì đơn giản nhưng vẫn đậm đà vị quê.